Indonesia đã mới đã bắt đầu phải tăng cường tuần tra sau khi thấy những cái tàu của Trung Quốc nghĩa là xuất hiện tại cái đảo Natuna, là cái đảo này là Trung Quốc cũng có nhiều lần muốn đòi tuyên bố chủ quyền nhưng mà Indonesia cực lực phản đối. Thì ở đây cái hình trong này chúng tôi thấy là Tổng thống Indonesia là ông Widodo đã đi thăm một căn cứ ngay tại Natuna này, cái đảo này gần vùng Biển Đông. Thì họ nói là gần đây thì cái tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát hiện được đi lờn vờn ở đó và người ta không biết ý đồ. Chính vì thế các quan chức an ninh của Indonesia đã phải cho các lực lượng tàu ra cũng như là các cái chiến đấu cơ để ra để mà công bố cái chủ quyền. Bởi vì tàu Trung Quốc đã tiến vào cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia. Và chúng ta nhớ cái luật biển đó, là mỗi nước có một cái vùng hải lý khoảng 200 hải lý là không nước khác không được vi phạm. Nhưng mà họ nói là đã nhiều lần. Cho nên cái ông Kurina, tức là giám đốc của cơ quan an ninh hàng hải của Indonesia đó, đã nói với cái hãng thông tấn Reuters là gần đây chúng tôi thấy tự nhiên những tàu hải cảnh Trung Quốc cứ lởn vởn trong cái vùng này quá lâu, vùng đất nước của chúng tôi. Vì thế chúng tôi nghi ngờ là họ có cái ý đồ gì đó cho nên phải đưa tàu hải quân cũng như tàu cảnh sát biển của Indonesia tăng cường hoạt động ở đây. Riêng về Trung Quốc thì cái ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Uông Văn Bân đó, tức là Wang Wenbin đó, mà chúng ta đọc tiếng Việt cho nó dễ là Uông Văn Bân. Thì ông ta lại nói không, Trung Quốc chúng tôi chỉ các hoạt động tuần tiễu bình thường trong khu vùng biển này của chủ quyền Trung Quốc thôi. Đó, cho nên họ lại chối như vậy. Thì chúng ta nhớ là cái năm 2017 đó, Indonesia đã từng có những cái tranh chấp rất nhiều với Trung Quốc là vùng đảo miền Bắc Natuna này. Trong khi Bắc Kinh thì bây giờ chưa dám tuyên bố chính thức, tuy nhiên thường hiện diện tại cái vùng biển tương đương với khoảng ở cái vùng gọi là 1.234 dặm gây quan tâm cho cái Jakarta, tức là Indonesia đó. Sau những cái vụ đụng độ các cái tàu đánh cá nữa trước đây và ngay cả họ gây với Malaysia, Philippines và Việt Nam. Cho nên gần đây rõ ràng là họ gây chiến tùm lum hết ở cái vùng Biển Đông. Và cách đây 10 tháng thì có một vụ đối đầu đã kéo dài nhiều tuần lễ sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc và những tàu đánh cá đi kèm vào cái vùng biển này khiến cho chính quyền của chúng tôi, tức là Indonesia đó, phải cấp tốc triển khai các chiến đấu cơ, đồng thời huy động nhiều lực lượng của hải quân đến. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên hộ tống các tàu đánh cá của họ và mặc dù nhiều khi họ nói là cái tàu dân sự nhưng kỳ thực cũng trang bị đầy đủ vũ khí như là quân đội vậy. Và cái đường chín đoạn do Trung Quốc đưa ra đòi tuyên bố chủ quyền thì đã bị tòa phán quyết quốc tế không công nhận. Cho nên cái Bộ Ngoại giao của Indonesia phát ngôn viên là ông Teku cũng tái xác nhận là Jakarta không bao giờ công nhận cái bản đồ lưỡi bò mà do Trung Quốc đưa ra như vậy, thưa quý vị.